gạo. Gan gạo đặn chút xíu nữa nấu cháo. Mình kêu vô á rủ một tí qua ăn cháo mà không biết là có gặp được một tí không nữa. Mấy bữa nay á thằng Tí với thằng Quyền nó đi đâu mất tiêu rồi. Nghe dì Hương đó, nó đi đâu mẹ? Đi lên chú Út của nó phải không? Chú bác gì nó chơi. Tại mấy bữa nay được nghỉ học do dịch á, rồi nó không có qua mình. Bữa nào mà nó nghỉ học ít thì nó qua mình chơi, bữa nào nó nghỉ học nhiều thì đi chơi xa. Gan gạo, gan gạo nó đục rồi kinh đổ ra cái thỉnh lên đi. Xong rồi cái mình cháy cái hành, cái mình đổ gạo vô mình nữa cho gạo nó thấm. Thấm với hành đó hả? Thấm với với dầu hành với lại mình nêm nếm thêm chút xíu gia vị vô vậy á. Đặng cho hồi cái cháo cá của mình nó thơm. Vậy đây cũng học nấu ăn được chứ mà. Nó đục đục rồi chị. Ừ, đỡ ra đi. Đỡ ra. Ừ. Có gì cầm không? Có cây kìa. Ê, ở trên đầu quá trời. Để chết trụi luôn cái quá. Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Bữa nay á thì sau khi bắt được con cá lóc á thì giờ mình sẽ nấu cái món cháo cá lóc mà ăn với rau đắng. Rau đắng này là rau đắng gì nè? Rau đắng màu xanh hè. Rau đắng đất hả? Gạo đắng đất mọc ở ngoài sau hè. Giờ mình gan gạo tết đi. Cái này là gạo đắng gừng, giống như là gạo gừng vậy á. Ui nóng. Gạo đắng đất với gạo đắng ruộng khác nhau hả? Đúng rồi, Vinh là dao bén thôi, không phải lục. Theo con dao này sắc hành bén à, hồi nãy sắc thịt bò thì hỉ lục. Vậy là tay miếng thịt bò rồi. Vậy là miếng thịt bò. À giờ mình chế dầu vô cho mình chuẩn bị xào. Chế hành chứ. Không tay gì anh. Mình chế hành tới đi. Chưa mà ai hát nghe hay quá ha. Nên lấy đũa. Vinh đi lấy đũa. Chị ấy em xin gan cho nó hành thơm rồi. Giờ mình để gạo vô. Gạo này hồi nãy Vinh gan nó đục, nó được tới, nó tới rồi. Nó không có vàng mà nó cũng không có trắng á. Ủa mấy hộp gạo dính nhìn thấy ghê không? Nhìn thấy ghê không Vinh? Hả? Dính luôn hả? À? Ừ. Dính nhìn thấy ớt đó làm sao á. Nó không quá, nó dính luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nêm vô đây. Hạt nêm. Mình nêm để cho nó thấm vô một chút vậy đó. Mình nêm với muối đi. Hạt nêm với muối. Mấy cái keo này giống nhau quá nhìn. Ở ngoài thì nó giống nhau. Mình muốn mua tờ giấy á. Ủa lộn cái gì? Ăn keo giấy á dán rồi. Rồi mình bỏ thêm tiêu vô đi cho nó thơm. Tiêu hết trơn rồi, không còn hộp nào đâu á. Để chạy vô lấy tiêu. Cái này rang tới khi nào mới được chị? Mình đảo qua, mình đảo qua đảo lại ngồi chút xíu nữa thì chắc nó cũng được. Tại cái này là cháo cá lóc nè, cho nên là mình tự động mình thêm tiêu vô luôn, đặng cho nó thơm. Này để mình dạ. Ừ. Nhiều tiêu không? À, chắc như đây được rồi Vinh. Tạo lên cho thêm. Ừ. Cái này là chị thêm vô bắp gà. Không thử thì chúng ta ăn thử thì ngon không?
có cái đầu nhấc bếp không mà đi chợ cứ quên tới quên lui hoài luôn á. Bây giờ mình bắt nước lên, mình để nước ở đây đi. Rồi trong thời gian mà chờ nước nó sôi á thì mình đi hái rau. Như đây nước chắc là phải chiêm thêm luôn. Mẹ mình nói là ở sau hè có nhiều rau đắng đất nó mọc lên lắm. Nhưng mà từ ngày nó mọc tới giờ mình chưa thấy mặt nó luôn. Giờ mình ra mình coi thử. Rồi thẳng hái luôn. Đi qua. Còn thương rau đắng mọc sau hè là dì Hương nói nè. Rau đắng này là nó khác rau đắng ruộng của mình. Rau đắng ruộng của mình á thì cái cọng nó giống như lai lai như rau trai vậy đó. Rau ôm giống giống vậy á. Còn cái rau này nè nó không có mùi. Nó không có mùi thơm gì hết á. Mà nó đắng không hay ra rồi. Không biết. Thấy sao hay? Thì thấy cái đọt á. Thấy để cái đọt ăn hay quá. À, tới giờ hai cũng chưa ăn rau này nữa. Hay cũng không biết làm sao mà chỉ biết là mình hái cái đọt của nó thôi. Cái đọt nó mềm hơn là cái ở dưới. Nhìn đẹp quá, thấy không? Đây, mình hái như vậy. Mình nghĩ là ăn vậy là đúng rồi đó. Rau này nó có bông thì vậy chắc ăn cũng không sao đâu ha. Cái lá ăn được, cái cây ăn được thì cái bông chắc ăn cũng đâu bị gì đâu. À, có cái lá đọt non vậy. Có mấy cái lá mà cái đọt nó mềm á thì nó non á. Cái còn cái lá nào mà cái đọt nó cứng á là nó già. Mẹ mình nói là rau này không có gào lại cho nên là mình phải kỹ thì lát nữa mình vô mình ngâm với nước muối. Gió nó buồn ngủ quá. Rau đắng thì có hai loại rau đắng rồi mà cái loại kia thì mình có ăn rồi. À, bữa đúng rồi, bữa thằng Vinh làm uống mắm á, có nhớ không? Dạ. Uống mắm á có rau đắng kia nhớ không? Có rau đắng kia dạ. Ừ, còn bữa nay thì có rau đắng này. Mẹ ơi, mẹ rau đắng này hái ngang đúng không? Hả? Hái cái đọt đó đúng không? Ủa? Cháu, rau đắng thì sao ta? Rau đắng thuốc là bài thuốc gì nè? Tao nhất hả? Mát cho người hả? Rau đắng mẹ ghê lắm. Con thụ mẹ đi rồi. Nó đắng dữ lắm đó. Mày đắng hơn kia mẹ. Con hái này nữa nè. Ừ, con hái đi con. Hái từ từ thôi con. Hái lá kìa này. Lá già không hồi ăn. Chắc nên thuốc dữ lắm luôn. Có gai đó con. Con không biết nhỏ rồi, con không biết hái đâu. Mốt lớn mẹ dạy cho con hái, giờ còn nhỏ lắm. Hái chưa được đâu. Mẹ ơi, rau đắng này mẹ tầm hay là nó tự mọc hay sao? Tự mọc hả? Thì là cát nó tự mọc luôn hả? Mà hình như là từ ngày mà cát nó mọc rau lên tới bây giờ là hình như nhà mình chưa có đụng tới một cọng rau nữa. Đúng không mẹ? Chưa ăn phải không? Khi nó già quá chừng rồi hả? Nó bự quá chừng luôn á. Nắng không? Trời ơi, nó đắt tới mực xanh luôn á. Kia vậy? Giữ nó nắng, nó đắt còn hơn như nắng kia á. Công nhận cái rau này hái lâu thiệt luôn á Vinh, thấy không? Cái này nè, hái cái đọt không hả vậy? Ừ, hái cái đọt không à, lâu ăn thiệt luôn á. Rau kia quơ đại cái vô ăn liền luôn á. Còn cái rau này nó lâu gì đâu, mà cái cọng nó nhỏ, mà cái lá nó cũng nhỏ nữa. Yếu à. Ừ. Mà chắc là ăn ngon hơn cái kia. Cưng ăn thử chưa Vinh?
chưa anh đến Sài Gòn chắc không có rau đắng đắng ăn đâu, rau đắng kia không mà. Rau đắng kia thì chị thấy người ta tầm, rau đắng này thì chị thấy ít ai tầm đó, hình như nó hiếm. Nãy giờ ba người hái mà có nhiêu đây, nhúm chút xíu thì mình dinh nữa là bốn rồi. Con cá này ngày hôm qua nó đã lọt vào tay của mình rồi đó. Giờ mình bỏ vô miếng muối vô trong cái nồi nước này, nước nó sôi, nước nó nổi hơi lên ấm ấm rồi, ấm nóng rồi đó, nó sắp sôi rồi, cho nên là giờ mình để con cá này vô luôn. Trời ơi, hôm qua giờ nó mà chị tưởng cục cây không á gì. Bắt được con cá hả? Hay lắm á. Hay không? Hay. Nó nhắm sạm luôn á, nó làm như nó ngất ngư rồi. Giờ mình để cá nó sôi lên nó chín, cái bắt đầu mình vớt cá ra, cái mình để gạo vô gan vô. Vậy là nêm nếm cái là mình ăn rồi. Đây là gừng. Thường thường cháo cá lóc á là người ta để gừng, mình thấy người ta để mình cũng để luôn. Mình để như đây thôi, tại vì qua lại không thích ăn gừng. Cái này thì lát nữa mình ăn á, mình bỏ vô chén sau, bỏ ít thôi. Rồi bây giờ mình vớt bọt. Cá lóc này mình vớt bọt, vớt cho nó sạch, cái nước nó trong với nó cũng đỡ được cái mùi tanh dữ lắm luôn á. Tuy là cá lóc này là cá lóc đồng á, cá lóc đồng, cá lóc dũng, cá lóc tự nhiên mà mình cũng phải làm cho sạch. Rồi mình nghĩ nãy giờ cá lóc nó cũng được rồi đó, chín rồi, giờ mình vớt cá lóc dĩa. Nóng quá, da nóng quá, nóng quá. Ôi, lớp cái cùng á. Cái cùng á này mẹ mình thích lắm nè. Đến đây đi. Rồi bây giờ mình sẽ đổ gạo vô. Đổ gạo vô tâm nồi để mình ăn liền. Mình tranh thủ để cho lát nữa xíu nữa là Vinh đi về Sài Gòn rồi. Cái gạo này thơm lắm, qua nãy qua múc lên miếng qua hửi xong mày qua nói là tính thấy là thèm mà muốn ăn liền luôn. Gạo này mình rang rồi cho nên là để vô nó rất là mau nhừ. Giờ nó xíu khoảng gần 10 phút nó nhừ ra là cái mình nêm nếm mình ăn. Rồi giờ mình lại mình gọt nấm nha. Qua đang gọt nấm ba đẳng á. Nấm này sáng đi chợ mua nè. Đây là nấm rơm. Nấm rơm thì cái này là lộn xộn, có bự có nhỏ chứ nó không có đều. Cái này hồi sáng Xuân qua dở lắm, Xuân qua dậy 7 giờ dậy đi chợ mua. Mấy bữa nay mình thấy không được long thể bất an. Long thể bất an nên là Xuân qua sẽ ra tay. Ra tay nghĩa hiệp. Cứ vậy mà phát huy ha. Cứ vậy là phát huy. Chắc vậy không phải là bất an hoài luôn. Cũng được, cũng theo. Từ từ hay cũng khỏe lại thôi. Mà không biết chừng nào. Nhiêu tiền hả ba? Mua 300 gram 30.000. 10.000 100 gram hả? 100.000 ký. Lại hỏi nhiều ký bán còn 300 gram hả? Đúng rồi, không mà cũng hả? Hỏi sao? Qua hỏi sao? Lấy con 300 gram, tại vì hồi hôm kia em kiểu có mua rồi nên mua hôm kia hay hôm kẻ hồi cái hộp nào mà ăn nấm ta, hôm cái hộp nào ăn nấm á. Mua rồi nên mua biết à. Hồi cái hộp ăn hủ tiếu chay bữa mua rồi nên mua biết là 100.000 ký. Mới mốt á, qua đừng hỏi nhiêu ký nha. Ví dụ qua hỏi nhiêu ký qua phải mua 2-3 ký ha, hay dạy cho. Còn nếu mà qua mua 1-2 tầm gram á thì qua phải hỏi là bao nhiêu tầm gram. Không, qua mua qua kêu lấy con 300 gram thôi mới hỏi ủa nấm này nhiêu ký gì. Không, mới mốt mình phải hỏi giá trước rồi mình mới là kêu người ta bán mình sao, hiểu không? Cái đó là còn nếu như qua ví dụ như bình thường người ta bán 10.000 tầm gram phải không,
mà qua hỏi là dì ơi bán con 300 gram, cái tới hồi người ta cân xong người ta nói là 35 ngàn, rồi cũng hơi trả tiền, hiểu không? Hiểu không? Nghĩa là mình phải hỏi cái giá thước rồi bắt đầu mình mua, là người ta không có chém mình. Thì người ta chém, cũng chém nhẹ. Ừ. Chứ người ta không có chém mình, chém một phát một là xong luôn á. Chứ nếu mà ngổ hai giữa nó không có nhô lên dĩ đường. Nhớ lại hay dặn cho. Nhớ rồi. Mất lặng đi chợ biết đường mà biết hỏi. Người ta không có nhiều người, người ta buôn bán người ta dễ thì người ta dễ chịu lắm. Còn có người người ta khó chịu lắm Vinh. Mấy người buôn bán. Người ta nói mắc mình không mua là bắt đầu người ta chửi mình luôn á. Ở dưới đây cũng vậy luôn hả? Cũng có, ví dụ nguyên cái chợ cũng có 1 bà 2 bà. Dạ. Cũng có chứ. Nhưng mà ít hơn ở trên thành phố thôi. Dạ. Giờ mình nêm nếm luôn. Tại vì cũng sắp gần ăn được rồi. Lấy chai nước mắm qua. Rồi lấy chai nước mắm qua. Nhiều miếng nước mắm. Đây nè, đây nè. Rau hai giới hay lấy giống mà hả mày? Cười giống nhát một rau luôn. Có hai cười á. Chỉ có hai cười. Chỉnh giọng cười lại. Dặn cái volume lại. Echo gì á. Cái này là mình ăn, cái này mình phải chấm với nước mắm ớt. Nước mắm mặn mà nước mắm ớt. Rồi chín với đâu? Sắc thêm chanh, dắt vô. Cái này là chín chưa hả? Tiêu. Cái này là chín chưa? Chín rồi nhưng mà ăn chưa được. Núm xong rồi kìa hả Trinh? Em lại đây chị sắc không cho. Hai mấy cái nhỏ đựng sắc ha. Đây là nấm. Để hai sắc nha. Nấm bự thì mình sắc làm hai thôi, còn nấm nhỏ thì mình để nguyên. Cái này thì sắc làm bốn cũng được thế này. Cái này nó bự quá. Nấu sắc làm bốn á. Nấu vậy hả? Ấy bự làm bốn á. Giờ mình gần nhắc xuống cái bắt đầu mình để nấm vô ha. Là nó ngọt dữ lắm luôn á. Này ngọt lắm nè. Vừa có cá lóc mà vừa có nấm nữa. Qua thì ăn nấm nhỏ phải không? Nấm nào ăn cũng được á. Qua thích ăn nấm hả? Không, hả nấm ghê mà ngon. Qua wow, phải ăn nấm lắm. Không có gì ăn nấm ghê mà. Cái nó mùa nấm về nó kho với nước tương nè. Khó vậy á. Nó ăn chay rồi. Khó ăn vậy chứ không ăn chay. Mốt bữa nào mà nghĩ cái bằng thịt gà cái bắt đầu hay mua nấm về hay kho cho Quang nha. Vậy cái kìa em tí qua tới kìa. Tí qua kìa, thằng đó. Ăn cháo ăn tí. Tí. Dạ. Ăn cháo cá lóc nha. Chị Khánh bắt á, không phải dẫn chơi đâu. Bắt được cái bực chảng luôn á. Tại đó bữa em về sớm xíu là phụ đi bắt rồi. À, em bắt được rồi đó. Cũng hên, cưng về tới nên chị mới bắt được cá lóc. Hộp gạo nó sắp nở thì chừng nữa nó nở ra cái nữa là ăn được. Rác bỏ vô cái nấm nó chín kịp không? Kéo kịp, kịp anh Vinh. Kịp. Không mà đừng để ăn nấm sống với hai đó, ăn nấm sống là ngoại tử nó già luôn hay. Ừ. Nấm này ăn sống cái là ói chết luôn á. Vậy hả? Dạ, phải ăn chín. Ừ ăn chín, nó sắp nở rồi nè. Rồi. Để... cái mùi này thấy đau bụng quá. Rồi thôi vậy thôi để nấm vô luôn đi anh. Để vô luôn ha. Ừ. Một, hai, ba. Vô. Vô. Còn một rổ nữa lận. Ôi cái này nấm của cái nồi cháo này rất là ngon. À, nhìn thấy là thèm. Cái hơi bay lên nó cũng đã nữa. Thơm mà hành cháy á. Ừ. Hành cháy từ lúc ban đầu. Cái này là mọi người được một chén. Mình ăn đậm đặc cho nó ngon. Thêm cá này á, mình nấu không đậm đặc mà nấu được nguyên nồi bự này luôn á. Dạ. Cái này bỏ con cá vô là thấy con cá không. Ủa? Để mua bao giùm mình hay gì mẹ? Mua bao chứ vậy? Ủa mẹ Khánh mua chi đây?
mua đựng vỏ dừa hay vậy? Vậy hả? Đựng mấy vỏ dừa để nhìn khơi chậm cái trời mưa. Trời mưa tới mình không có sợ không có cởi chậm hả? Ở đây chiều chiều á gió mát dữ lắm mát rồi. Bao nhiêu tiền cái đây? Này nó không có nhà lấy đại không biết. Thứ này chắc người ta về nữa chừng chắc không xong. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 cái hả? 25 cái. Đây có xài gì không? Thì bà Tư lấy hết đi, không có mấy thì con đem để anh bỏ đại bỏ đại bánh như là không có thì ha hả mà không xài thì bà Tư lấy hết lấy hết luôn đi. Đây nó để món nhiêu tiền thì bà Tư giữ thêm nha. Dạ. Tôi nãy cái đường lại đẹp cứ gửi có 25 ngàn hả? Để hỏi nó thì gửi sai như để. Dạ. Cảm ơn nha. Không có chi. Rồi chơi hồi vậy. Ở ăn cháo lại. Rồi. Thôi. Đừng cá lóc không ai xuất tiền cá lóc. Hôm qua bắt được cá lóc. Hành này hết dậy hết cá. Ở cái đầu sắp sắp nhắc xuống rồi bỏ cái đầu vô còn cái nhiêu đây thì sắp ngắn lại. Ngắn vậy hả? Đúng rồi, sắp nhỏ nhỏ nhuyễn lại. Ừ đúng rồi chính xác. Có thể nào mà bỏ hành vô chén được không? Cũng được, cũng có thể. Cũng có thể lắm. Tại sao? Tại vì không ăn hành được. Ồ, thế à. Mà không được tao không thích ăn thôi thôi. Tập ăn cho quen. Để chừng nữa thiếu hành không có cái lát không có. Thiếu hành không có được phải không? Chú đệ, sao mà không ai tốt được? Bút nước mặn cuối đại là mới tốt. Ôi. Cô cưng tính trồng mai hả Tý? Ừ, em trồng được mấy cây. Được mấy cây ba lớn rồi? Dạ. Không, nó bự gốc ba lớn rồi. Mai vẫn vậy nè. Ngắn ngủn vậy hả? Còn cái tâm vậy hả? Cái khoanh tròn vậy là cái khoanh tròn vậy nè. À, cái khoanh khoanh tròn bự ba lớn vậy hả? Bằng ngón ngắn cái vậy hả? 5 cây. Ghê ta, thằng Tý tính tòng mai dưỡng già vậy Tý? Phải không? Tính cưng tính tòng chừng nữa dưỡng già hả? Tòng tòng chơi thôi. Không có nước tưới bứng chi. Để món nước ngọt còn hai bứng. À, để nước ngọt thấy ngày nó bứng, nó về ngoài sân của cái nhà cũ nó trồng quá trời luôn đó đẹp. Nước này mặn quá bứng không có tưới được. Bà tôi bơm cho sắp gì tới. Con bả nó không có gì đựng nữa. Lấy cái xô quá bơm lần xô thì sắp gì tới cái gì để mua mắc tiền chết. Để đầu tư cái ống đi kéo từ bên nhà qua nhà để. Mắc còn hơn tiền mua nước. Rồi để đồ hành vô đi coi. Còn cái này để bỏ chén rồi để ai ăn ấy cũng được. Vinh ơi, túc cây to được rồi Vinh ơi, chín rồi, cháu ngon rồi. Ngóc chưa. Thì chú đi qua đựng ngăn góc, hai ngăn góc cho. Vậy nhắc xuống rồi nó nóng nó tự động chín như tao mà. Thấy không? Rất là ngon luôn á. Ngồi ăn mùi gừng nữa. Rồi lấy bức lá nữa ha. Bức lá. Bức cây này tụi này tìm em nha. Cái này chắc chừng tháng nữa là tụi lỗi. Ở chỗ anh Vinh. Hấp dẫn quá. Ngọt ngay luôn. Ngọt ngay nữa. Ủa đó rau gì vậy? Rau đắng á Tý. Giờ nó còn nóng nè, giờ mình múc thôi. Ừ. Rồi. Bỏ vô luôn, bỏ vô luôn coi. Ghê hả? Ủa chanh gì vậy? Ủa? Chanh này cưng dắt cây sẵn rồi hả Vinh? Dắt cây sẵn luôn. Đây là nước chanh, Vinh dắt cây sẵn. Anh Vinh múc anh Vinh em bỏ rau. Đây à? Đây là gừng, ai ăn chanh với gừng thì lấy. Đó. Anh này anh Vinh múc rau đi. Rồi để anh Vinh múc cho. Bây giờ vô ăn cháo nè con. Vô mẹ. Để ơi vô ăn cháo để ơi. Để ra. Không ăn mấy tiền. Giờ không ăn thì trả tiền lại chứ lấy gì. Mi lại nhà nó lấy cái xà bẹt cái dẫm nó ra nó hút cát rồi á. Đi con lên ăn cháo rồi con. Mi lên ăn cháo rồi con. Tí vô tí ơi. Mi lên ăn đi.
Thằng Tý có dẫn thằng bạn của thằng Tý là thằng Bi. Ừ, mặn luôn á. Mình rủ là đang cháo mà nó không có lên. Bơm vậy á. Bơm vô giặt vũ rồi vậy á. Ý nấm rồi luôn. Tí ăn nấm được không ta? Mấy con cá cũng chết hết rồi, mấy con cá này tưởng chết sạch luôn á. Bơm bên dưới mình á, bơm thả vào đâu, đại đây cho nó hòa, cho nó hòa bớt. Bơm biết nhiều cho đủ. Đừng bơm nóng nha. Đâu bơm nổi. Dạ. Bơm mấy con cá thôi. Nước vô nước ra hoài luôn hả? Nhém nó một người á. Chị đưa con để xuống đây. Để giao vô thấy ủa Dung ăn mẹ một hả? Dung ăn không ba uống năm đủ rồi không? Rồi lấy rau đắng bỏ vô chén của mẹ nhiều nhiều quá có hành nữa nè kìa mẹ hành kìa mẹ lấy rau đắng bỏ chén mẹ nhiều nhiều quá mẹ thích ăn á dì Hương để cho dì Hương nhé ăn đi Vinh chén cưng nào Bi không nên ăn Bi chị hai ngồi bên nào nào rồi mời con tất cả mọi người nha cùng ăn cháo cá lóc mình bắt được với gia đình của mình nước mặn mà cá lóc thôi mà nó nhắm sạp nó nhắm sạp chứ nó bắt được chứ nó trên trời nó chạy mất cá lóc mà la hết hồn cá lóc nó đừ cá lóc đụng cá lóc quả hồn la hết sức bắt con dược á cá tiêu kìa tí cá tiêu kìa còn hang mắt không còn còn hang mắt đây để hỏi đúng á con mà tại nước mặn mờ chắc mẹ Khánh không có con không có giấy số không chị hai không có chơi giấy số Khánh không chơi giấy số vấn đề thì chơi chứ giấy số không chơi nó chơi vậy đắng không Vinh? Đắng không? Đắng dữ dội không? Đắng hơn cơ khẩu qua không? Đắng hơn á đắng hơn hả? Đắng hơn á đắng hơn hả? Ăn vô tới tận tiên gian không hả? Đắng đất cái nắng như thuốc bắc luôn á đắng dữ lắm vậy nè này tí làm nha nhuyễn canh thưa mẹ ăn chưa? Tí đó không? Ăn này đợi cái này mẹ ăn hoài không lại ăn hoài nấu canh tép cá dừa ha ngon cá lóc gì nó canh dừa có dừa thịt á con luộc cho chín vớt ra cái ruột thịt hả? Nêm nếm để cái lóc vô hả? Rồi vậy tí ăn đi tí để cái lóc vô để rào vô cái sườn nhắc sườn rồi rồi à, vậy cái lóc ăn bị nước mặn cái nó hư vậy để chấm nước cái nó hư nữa hay bây giờ mình sẽ vẽ cá lóc ăn nó cá lóc ra này để. Đây là cái cù má nè à, mẹ mình thích ăn cù má cá lóc mẹ đưa chén vô con nè cho mẹ hai cù má hai bên nè xích vô đưa chén xích vô xích vô cù má cá lóc đây cái thấy cá lóc bự ghê chưa đệ vô ăn miếng đấy ở đâu có đắng gì không đâu Vinh dạ không đắng đắng con ăn cắt mới vô cán không đắng nha từ từ vô nghe đắng nè ngon nha hả đắng đắng cái này kêu bằng đâu đắng đất nè em nè Vinh thịt cá lóc này Vinh ăn miếng Vinh quá đã ôi cá lóc nó dây nhách luôn á nó làm như nó lâu năm á sao ngon á vậy hơn thịt cá lóc này vậy hơn có đâu đắng vậy đắng vậy ăn ngán mà gì không ngày qua không có được ăn qua ăn nữa rồi hai tí ăn hai tí ôi nó dây nhách luôn á cái đồng mà dài Vinh hả? Vinh hả? Cá lóc ra nó mềm xèo. Ủa nãy giờ Vinh lấy chưa? Rồi, em mới gắp cho anh Vinh thôi, anh hay gắp gì sáu á. Em về anh chờ lấy à. Hả? Ừ, miếng nữa nè. Đi mới nó nổi lên trơn à. Để chờ lấy cho không cay mắt á. Ngon quá. Bây giờ cái em ngon kìa. Ngon hay chưa? Rau đắng ngon hay cá lóc ngon? Cá lóc ngon mà rau đắng cũng ngon. Vị cháo không ngon hả? Thôi mà để mua dùm được ba bao mừng hết sức à. Sao kỳ mẹ? Kiếm cùng mình sáng thì mấy chỗ mà không có thì sợ trời mưa tới nè. Mà sao bao giờ không có? Heo chết tao không mua thức ăn nữa hả? Heo nghe nói bà Sáu Dũng anh heo chết tầm mấy tầm 70 con á. Chết tầm 70 con rồi. Heo lớn hay nhỏ gì bán đồ. Giờ đâu có trơn thức ăn nữa đâu, có bao. Giờ không còn bao nào luôn. Khẩu tang cũng không có mà bao cũng không có luôn ha.
con nuôi vịt thì nó 60-70 triệu gì. Nuôi vịt lỗ hả gì hả? Mới bán này lỗ. Rồi nay bán giá có 25 hà mà nay lên 40 mấy vậy? Nay lên 40 mấy. Ừ. Bả nuôi vịt xương ổ quá, không chừng cũng đổi khi mình hết bậy cái nó sập xuống lỗ mất vịt. Mới vậy. Ừ. Rồi tôi cảm ơn như đây. Tổng chào đi. Rồi tổng chào. Chào. Bây giờ mình sẽ ăn cây này không bà Tư? Cây đó 70, 75. Bỏ thêm miếng chanh nữa nè. Bỏ chanh gì hả? Bỏ chanh cho nó chua chua ăn nó thơm. Rồi bỏ thêm miếng gừng nữa nè. 30 cánh mà về nhà nở hồi mua bông lòng bắp về nhà nở ra có 5 cánh. Bỏ thêm miếng nước mắm 2 cây. Bỏ 2 cây mặn, cây 32 cánh, cây 5 cánh. Rồi bỏ thêm miếng hành nữa nè. Nó hay nó đâu biết. Nó mày già, nó như mày già ai rồi nó sao mới biết. Rồi tiêu đâu rồi ta? Bỏ thêm miếng tiêu nữa nè. Còn thơm phải không? Rồi gấp thêm miếng cá nữa nè. Ăn phải đầy đủ. Mời tất cả các bạn nha. Giờ mình húp miếng cháo tới đi. Miếng vô trái bột ử luôn. Nóng hả? À, con để nó này nè để phòng. Giờ mình ăn nha. Ăn ngon. Đã. Đã trái bột ử luôn. Con nhận cháo hấp. Ngọt thiệt á. Ăn vô đắng thử đi. Trời ơi vô đắng nó đắng. Giờ mình ăn gạo đắng nha. Gạo đắng không đắng. Ủa mình ăn thử cầm gạo đắng thử ra sao chứ hồi nhỏ tới lớn giờ mình chưa ăn lần nào hết á. Đắng hơn. Thử miếng. Cộng cỏ. Mới nào ăn chưa đắng nha. Từ từ nó thấm vô nè. Nó tan cái chất gạo ra. Ừ đúng rồi. Khi mà mình nhai xong á, cái gạo đắng này nó có cái vị hơi giống như cái gì mực tím mồng tơi đúng rồi. Lá mồng tơi. Nhưng mà nó trơn trơn giống vậy á. Cái giống như mực tím á hai. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà mình nhai ở ngoài cái đầu lưỡi á thì nó chưa có đắng hơn. Đắng nhưng mà khi mà nó vô tới cuốn họng mình nó tan gọn. Tại bơm cát nó mới đắng. Sao hè vậy? Thấy người ta ơi đồng nó sao hè đồ vậy? Không có. Tại gạo đắng kia thì dưới ruộng, còn gạo đắng này thì nó mọc. Bơm cát ở đâu mọc cái đó. Mẹ có cái gan kìa, mẹ con gắp cái gan cho mẹ nha. Cái này tao cắt tao bán ở chợ này thì sao? Con ăn được cũng không đắng hơn nữa. Không có đắng không? Không đắng không, làm như là mình bị thiếu chất. Bị giống như là quen với cái vị đắng rồi đó. Cho nên giờ ăn cái gì nó cũng không thấy đắng nữa hết. Không đắng không á khác. Giống như hết bị kháng lại cái chất đắng. Làm như nó muốn thua cái hủ qua hôm qua đó. Hấp lại miếng nước. Đắng hơn hủ qua hôm qua nữa. Đắng hơn hả Tí? Không biết. Ý. Mẹ hỏi thấy không đó. Gấp cá ăn cái gì hơn anh? Bây giờ mình lấy cá mình ăn nha. Đất công hôm qua đi xúc thịt khổ ăn đi. Ai. Ai gì hơn? Được hết rồi mà phải một mình em đâu. Khánh hôm qua. Thôi hết rồi trước. Qua lội mắc lại gần chết. Qua gấp cá ăn gì hơn ơi. Giờ không biết sao mà hôm qua nó mới đi số phòng. Nó bị nó nghĩ cái vụ bệnh đợt bệnh này. Chứ nó không nghĩ là không. Là dễ thì nó đi sốc. Ăn. Cái này sao ta? Cái mẫu này nó khó ai quá. Mẫu con bi. Ngon lắm luôn á. Ngon tí. Ngọt cái nào. Công trận ăn nào cháo ngon thiệt luôn á. Thấy không? Phải nào ngọt. Để thôi đi để ra dùng dịch mà để cháo rồi cho nó ăn hồi cho nó suốt để hồi cháo nguội. Cháo nguội ăn rồi cắm luôn. Cái hồi rau nó không có nhiều. Đúng rồi, cái rau đắng này thấy nó ăn nó mềm hơn rau đắng kia. Nó không có xốp, nó không có bị xốp. Tại cái cọng kia nó nằm ở dưới nước. Nó nằm ở trên mấy bãi á, chỗ có nước nhiều á. Cho nên là cái cọng nó ăn xốp xốp xốp, còn cái cọng này ăn nó không có xốp.
nó chắc miếng nhưng mà nó trơn trơn. Cái này nó thành bờ. Kia nó hồi đụng. Có ăn được không? Không, đâu ăn đâu. Có mùa nắng này nó đắng nè. Còn mùa mưa nó không đắng hết. Ủa gì hả chị Hương? Đắng ở dưới nước. Ăn nó bình thường. Gà này khó kiếm nên mà nhiều hơn gà kia dễ kiếm, cái gà này khó kiếm nè. Cái đắng này nè. Ít mập hả? Ừ, đắng này ít người bán đó. Mình chấm cục cá. Gà đắng kia này gãi phân nó lên tóc mịt luôn. Đắng bông sao? Đắng ruộng, đắng rau đắng bờ, này rau đắng trên bờ. Cái này chấm gà cũng ngon nè, chấm nước cá này kia ngon lắm. Sao? Ngon quá chừng ngon nữa đi. Thôi, như đã nói. Chén nữa gì không? Còn cháo gì sao, ăn gì sao? Ngon quá. Cái nước nó cũng ngon mà cái gạo nó thơm. Nó không có tanh miếng nào á. Nó tanh cá đồng không tanh. Nãy chị vô nghe cháy hành nó thơm quá. Ngon gì? Ngon hơn ở ngoài tiệm bán hả? Ngon hơn cái gì? Ngon hơn ha. Mình hồi đó mình đi học á, mình có ăn cháo cá lóc ở ngoài tiệm người ta bán rồi. Nhưng mà khi mình ăn ở nhà mình nấu vậy là mình cảm thấy nó ngon hơn luôn rồi. Ở ngoài tiệm nó bán nó lỏng bỏng lắm. Nó lỏng bỏng. Chứ ở ngoài tiệm bán đâu có thấy con cá, thấy con cá là hấp dẫn rồi. Chị thấy vậy nè khách, thấy tàu lụt chín á. Cái xé ra, lấy bàn tay nó xé ra cái cháy mỡ hành á, dịch. Để này kia vô cái cháy mỡ hành, rồi cái đổi vô cái cháo liền. Ngon thiệt luôn á, rồi đắng cho nên thuốc. Cháo nguội rồi, rồi đắng bị sống. Không sao, mình có thêm nước muối rồi, không sao. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi, Khánh cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nghe. Còn bây giờ thì cả nhà mình xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới thiệt là vui vẻ.